nhìn rõ hơn các bạn vào trong nhà này. Ui, ba lô nó xoay này. Wow, vãi trưởng rồng hiện lên luôn, ngầu không? Quá đã, quá đã anh em. Rất là xịn sò. Đấy. Mà các ông nhìn này, rồng quấn quanh người, phê phê phê. Hello 500 anh em, thì ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng xem cái video giới thiệu về thẻ vô cực mùa mới nha mọi người. Ok, chúng ta có bối cảnh tại một cái khu rừng trúc nhá. Bên trong này nó có một cái bảo vật nhá. À, cái kiểu này là cái kiểu chuẩn bị đánh nhau này. Ui, cái gì đấy? Ồ, nó là một cái kiểu cái xích lôi sao anh em ạ? Rồi nha, ở đây chúng ta có một cuộc đánh nhau nhá. Theo như tôi được biết thì nhân vật nam đây sẽ là nhân vật chính diện nhá. Còn kiểu vai người xấu thì do nhân vật nữ kia đảm nhiệm. Mẹ, phong cảnh đẹp thế. Ai, công nhận là mấy cái ông làm đồ họa đẹp thật anh em ạ. Thế bây giờ đánh nhau đi, cầu dở mãi. Tôi đến đây chỉ để xem đánh nhau thôi. Oh. Mà thì mèo còn chạy đánh con gái này, vô lý, vô lý. Ui, con này nhảy kinh vãi trưởng. Ô ô ô ô. Ui, thế là hết mẹ rồi. MC Sĩ Kẹo xin gửi các bạn lời chào trân trọng và thân thương nhất. Ngày hôm nay chúng ta đến với mở full thẻ vô cực mùa mới cấm vệ quân. Ok ạ, à, một cái áo cấm quân nữ nhá. Đây là một cái áo da thôi, nó chỉ là cái cấp đầu tiên thôi các bạn ạ. Ok chưa? Được luôn. Rồi chúng ta có một cái chảo cấm quân. Uầy, một cái chảo thiết kế in logo hình rồng các bạn ạ. Và một cái logo gì đấy tôi không biết nữa. Đẹp thật sự luôn. Yes. Anh em thấy rõ chi tiết không ạ? Phải nói là họa tiết thiết kế rất là sắc sảo, rất là đẹp anh em. Lấy quả này che mông. Được thật sự. Rồi nha, chúng ta đến với xe Jeep cấm quân. Rất là ít mùa thẻ vô cực thì game Free Fire lựa chọn là cho skin xe vào trong cái thẻ vô cực nhá. Ngầu vãi trưởng. Ok, chúng ta đến với món quà nào ngon ngon tiếp theo nhở. Ồ, chúng ta đến với áo cấm quân các bạn ạ. Yes, một cái áo có thiết kế đằng sau hình rồng nhá. Đằng trước cũng có luôn anh em ơi. Công nhận là một cái áo này dành cho các dân bay anh em ạ. Chúng ta đến với bộ trang phục gói cấm vệ quân dành cho nữ nhá. Yes, ui, nó có một con rồng đen các bạn ạ. Có thể gọi là Hắc Long chẳng hạn. Thì cái bộ trang phục này ấy, hình như là anh em vào trong game trải nghiệm ấy, thì các bạn chơi ấy, lâu lâu nó cũng xuất hiện con rồng. Phải nói là đây là một cái bộ trang phục rất là khác và rất là mới trong game Free Fire các bạn nhé. Kiểu như là nó có hiệu ứng hình rồng luôn. Thật sự đẹp, cô gái có hình xăm rồng, được chưa ạ? Đây là cái bộ trang phục mà các bạn chỉ cần là 50 huy hiệu điểm thẻ vô cực các bạn có thể sở hữu rồi. Bạn nào đặt trước thì chắc chắn là đã sở hữu được cái bộ trang phục này rồi. Đó, giống tôi mà, tôi cũng đặt trước mà. Ok chưa ạ? Và để video ngày hôm nay thêm hấp dẫn hơn nhá. Được rồi, hôm nay mình sẽ mua full điểm thẻ vô cực luôn các bạn ạ. Bỏ tiền ra đầu tư luôn nhá. Được rồi, để mình xem nào. Nếu mà mua full này các bạn sẽ mất 2800 kim cương. Ui anh em thấy không ạ? Quả trang phục của nhân vật nam ngầu vãi. Yes. Như vậy là mình đã mua xong. Chúng ta tiếp tục xem là những món quà trong thẻ vô cực mùa mới này, mùa cấm vệ quân này, nó sẽ đặc biệt thế nào nhá. Được chưa? Ok. Món tiếp theo, Gatling cấm quân. Đây là skin đầu tiên của cây súng Gatling. Bởi vì hiện tại thì cây súng Gatling nó khá là hiếm, chỉ có trong một số chế độ chơi đặc biệt thôi. Vãi trưởng, ngầu vãi. Gatling này các bạn gọi đơn giản sẽ là cây súng 6 nòng thôi. Đó, gọi thế cho nó dễ, người Việt Nam chúng ta kiểu toàn quen với cách gọi như vậy mà. Ok, chúng ta đến với món nào đây. Có một cái áo ngọa long. Ngọa long này các bạn kẹp free được với 110 điểm thẻ vô cực nhá. Yes. Cái áo này thiết kế nó không đẹp như cái áo da nữ lúc nãy, bởi vì đây nó là áo thun. Ồ, một cái lựu vệ binh mọi người ạ. Thật sự là trông rất là đẹp. Và nó có một cái chữ gì trên đấy tôi cũng không rõ nữa. Lát nữa chúng ta sẽ cùng trải nghiệm xem. Đó, cái lựu vệ binh có bởi chữ Hán hay sao ấy. Theo như tôi biết là như vậy, tôi không biết tiếng Hán. Ok, đến với món quà đáng chú ý tiếp theo.
hòm xác kim long. Anh em thấy không ạ, cái hòm xác này nó là cái bảo vật đấy mà đầu video tôi với anh em đã xem ở trong cái ngôi chùa gì đấy. Yes, một cái hòm xác thiết kế bằng kim loại có hình rồng cầm cái kiếm anh em ạ, rất là đẹp nhưng mà chỉ để cho địch ngắm thôi. Ôi cái này này, ván đại đao. Cái này quả ván lướt đẹp vãi trưởng, tôi thề luôn. Cái này giống kiểu quả đao của Dương Quá vãi trưởng các ông ạ. Nhưng mà đao của Dương Quá to hơn nhiều, không sao. Rất đẹp anh em, có dấu ấn rồng nhá. Ui, các bạn trông thấy đã không ạ? Thế này thì còn chần chừ gì nữa, nhanh vào mua luôn thẻ vô cực nào, chiến nào anh em, cày điểm nào. Ba lô vệ binh nhá. Yes, cái ba lô đầu tiên. Ba lô thứ hai này. Và chúng ta đến với ba lô cấp độ level 3 được chưa ạ? Nó khá là đẹp mọi người ạ. Ui, vãi lúa. Đúng cái này mất tiền có khác không ạ? Anh em mua thẻ vô cực này, đấy. Yes. Fail. Các bạn thấy fail không ạ? Cái ba lô này nó đẹp hơn hẳn anh em ạ. Mà nó xoay được này. Cái ba lô này nó xoay được anh em ạ. Yes, đã vãi trưởng. Thật sự là tôi chưa thấy ba lô trong game Free Fire có ba lô nào nó xoay được như này anh em ạ. Tức là anh em mà chơi trong game ấy là nó sẽ xoay luôn. Ui, xoay tít mù câu ạ. Phê nhờ. Đã vãi trưởng. Ok, và đến món cuối cùng anh em rất là mong đợi đúng không? Gói cấm vệ quân dành cho nam này. Vãi, nhìn quả quân rồng đẹp vãi luôn anh em ạ, thật luôn. Tôi phải thấy là cái bộ trang phục này đúng là xếp cuối cùng hợp lý các bạn ạ. Yes, gói cấm vệ quân này, đó, rồng bay xung quanh người. Đúng là đẳng cấp của các dân chơi của Kha anh em ạ. Thật sự đẹp. Rồi nha, nhưng mà tôi không biết là trải nghiệm trong game. Ui, vừa nói xong này, vãi. Hiện tại thì mình đang ở phòng chờ nhá. Lâu lâu có hình con rồng nó quấn quanh người anh em. Ui dồi, mấy thanh niên kiểu xông vào đấm. Được rồi, thì tôi sẽ cho anh em xem cái ván lướt này. Ngầu không? Các bạn thấy ngầu không? Ván đại đao ấy. Đấy, ui. Anh em cảm tưởng lướt trên cái đao này. Đẹp vãi trưởng, xong rồng bay sau lưng này. Ba lô này. Đấy, ba lô xoay được luôn anh em ạ. Yes, khá thú vị. Phải nói là thẻ vô cực mùa này đồ rất đẹp, xịn sò. Á đù này, chạy đâu? Đấy anh em thấy không ạ? Ui, rồng nó hiện lên nhá. Cái này là không phải là anh em kêu mạng rồng nó hiện đâu, mà nó sẽ hiện sau một cái quãng thời gian bất kỳ nhá. Ok, đấy. Cứ cách tầm khoảng là chắc là 5-6 giây gì đấy, rồng nó lại hiện lên. Ngầu thật. Đến với skin xe nhá. Vâng, các bạn thấy không ạ? Rất là ít mùa được cho skin xe vào trong cái thẻ vô cực. Thật sự là mùa này thì mình đánh giá cái độ hoàn thiện của xe này cao anh em, trông xịn sò vãi trưởng. Một skin mới độc và lạ, độc quyền của thẻ vô cực nha anh em. Mà trông xịn không, các bạn công nhận không? Anh em thì đã ao nhở. Rồi cơ bản là để đỡ bị ăn bắn thì mình sẽ chạy ra ngoài này. Đấy, ra đây xong rồi review xe cho anh em này. Đấy, ngồi vòng quanh luôn. Cái kiểu này là cái kiểu skin xe trông rất là hoang dã các bạn nhá. Cũng là hình rồng luôn, như là rồng đỏ nhá. Đây là ba lô 3 nhá. Được chưa ạ? Thì với cái ba lô 3 nhá, nó xoay anh em ạ. Cái này là xoay tự động nhá, các bạn không cần chạy nó cũng xoay ở. Đó, trông rất đẹp, rất ngầu luôn nhá. Thì nó sẽ có cái quãng thời gian ấy, kiểu như là nó sẽ tự động xoay nhá. Ui, rồng sau lưng hiện lên. Wow, Phê không, quả ba lô của thẻ vô cực mới này. Trời ơi, đã vãi trưởng. Ba lô xoay này, rồng từ bộ trang phục hiện lên này. Thật sự đẹp. Đây, tôi đã lên trên này. Và cơ bản là tôi sẽ fly đấy, tôi bay bằng dù lượn cho anh em ngắm kiểu toàn bộ. Yeah, rất đã. Từ bộ trang phục đến ba lô. Hiện tại thì anh em đang thấy là có góc nhìn ở trên cao nha, rất là phê. Với lại dù lượn thì đã được thêm vào đấu danh rồi nhá. Hôm qua mình chơi mình biết anh em ạ. Rồi, rất đẹp. Ok, nhưng mà cái góc nhìn trên cao nó hơi bị nhỏ. Thế nên là nhìn rõ hơn các bạn vào trong nhà này. Ui, ba lô nó xoay này. Wow, vãi trưởng, rồng hiện lên luôn, ngầu không? Quá đã anh em ạ. Rất là xịn sò. Đấy. Mà câu nhìn này, rồng quấn quanh người. Phê. Thật sự là phê luôn.
Đấy, con rồng nó lại hiện lên. Cái bộ trang phục này nó được thiết kế kiểu như là các bạn là hóa thân của rồng ấy, cũng như là anh em bảo vệ chính nghĩa ấy. Giống kiểu như là rồng thiêng, mình tạm gọi như thế này. Quả ba lô này xoay rất tít và đặc biệt là lựu nhá. Đấy các bạn thấy không ạ? Nó có những cái chữ Hán hay sao? Tôi không biết chữ này chữ gì. Hình như là chữ Long à? Tôi không biết, đoán thế. Đây là bộ trang phục dành cho nữ nhá. Nữ thì sẽ là Hắc Long các bạn ạ. Tức là cô gái có hình xăm rồng thì rồng nó sẽ xuất hiện từ cái hình xăm sau lưng nhá. Uầy, câu tính ngầu không ạ? Phê vãi trưởng ra. Yes. Ngồi xuống để quan sát kỹ hơn này các bạn này. Đấy, anh em có thể thấy này. Hình tượng rồng nhá, nó xuất hiện lên từ cái hình xăm. Thật sự xịn sò. Hôm nay thì video này mình sẽ kết thúc tại đây. Nếu như các bạn thấy hay, đừng quên nhấn nút like và đăng ký kênh ủng hộ mình nhé.